Bộ Khoa học và Công nghệ công bố lần đầu tiên bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023 với 42,52 điểm, trong đó điểm đầu vào đổi mới sáng tạo đạt 41,02 điểm, điểm đầu ra đổi mới sáng tạo đạt 44,02 điểm. Tỉnh Hưng Yên đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành về chỉ số đổi mới sáng tạo. PII năm 2023 gồm 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột. 5 trụ cột đầu vào là thể chế, vốn con người và nghiên cứu phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp. 2 trụ cột đầu ra gồm sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ và tác động. PII được xây dựng bám sát cấu trúc của Bộ Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu GII do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố hàng năm. Đây cũng là bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho các cấp chính quyền đưa ra các chính sách, cơ chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.